Chào các bạn, thì hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn cái phần là cái phần của chúng ta tìm kiếm cái thông tin của cái cổ phiếu, đúng không? Thì để mà tìm kiếm cái thông tin của cổ phiếu ấy, thì ta có hai trang web mà tôi hay sử dụng chủ yếu là trang web này. Cái chỗ tôi bôi đen này. Trang web tôi sử dụng đây. Ở đây thì nó có những cái nó cập nhật những cái thông tin, trong đó là những thông tin nổi bật, ví dụ như các bài báo nổi bật trong trong ngày, bạn có thể nắm bắt được được nó, đúng không? Dựa trên cái những thông tin này thì các bạn có thể nó ảnh hưởng đến cái việc mà dự đoán được hướng phát triển của thị trường chung trong từng nước. Thứ hai, trong cái mục tìm kiếm này, bạn có thể tìm kiếm tin tức của cái ví dụ như trong mục tìm là việc phòng ban, đúng không? Nên tập tìm kiếm như thế nào, có tin tức về nó không? Đây, nó có những cái tin tức này, mình biết trong đó. Không ra những mục đáng chú ý và không đáng chú ý này. Và hai nữa là nó có hai cái chỉ số chung là Việt Nam Index và NHX Index, đúng không? Đấy. Trên này là có cập nhật hàng ngày. Ok, và tôi sẽ chọn là những cái hình thông ba công ty thì chẳng hạn. Nó sẽ hiện ra cho các bạn cái danh sách cho các bạn. Ở đây là có cái thông tin giao dịch, có thông tin của nó EBS cơ bản, EBS phá đoán, chỉ số B, chỉ số beta, cũng như CB niêm yết, vân vân. Ở đây nó có cái lịch sử giao dịch cho nó. Cố lượng cấp đấy trong trong ngày, đây là ngày 17 không 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 bốn, thì cố lượng cấp đấy là như này, thì cứ liên quan nhau. Ở đây thì có một điều các bạn cần lưu ý là gì, khi mà các bạn coi và để ý đến các cái chỉ số của nó, các bạn phân tích cơ bản. Chúng ta thông tin cơ bản chỉ là thị trường có thể là đánh giá sai về giá trị nội tại của cái cổ phiếu đó trong thời gian ngắn hạn, nhưng về dài hạn thì giá giao dịch của cổ phiếu sẽ tăng, xoay quanh cái giá trị nội tại của nó. Nhà đầu tư có thể thu được lợi nhuận nhiều hơn khi mà ta tiến hành mua cổ phiếu trên cái thị trường được giá thấp và hiện thực hóa cái lợi nhuận thị trường đánh giá đúng giá trị nội tại của cổ phiếu này. Vậy thì là phân tích dựa trên cái tiêu chí gì? Dựa trên tiêu chí là sức khỏe doanh nghiệp thì doanh nghiệp. Sức khỏe doanh nghiệp dựa vào cái phân tích thu nhập của nó. Đây. Thu nhập của nó. Thu nhập đâu? Trả lương nhân viên lịch sử. Và để phân tích cụ thể hơn. Đảm bảo cụ thể hơn cho từng ngày giá tiêu chuẩn nó, giá đất của nó, tỷ lệ thay đổi nó, giá cao nhất, giá thấp nhất có hết. Và ta phải phân tích dựa trên cái thu nhập, doanh thu thường thường sản lượng, lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận trước thuế. Ở đây nếu các bạn dựa vào cái một cái trang web thì thôi, thì các bạn sẽ không có đủ thông tin đâu, các bạn phải cần có một cái trang web thứ hai. Trang web thứ hai, trang web nào đó? Đây, trang web là Việt Shop. Đây, tôi cách đi, tôi sẽ làm là tôi vào trang thủ đó, các bạn thấy. Đấy, trang web này. Và tôi sẽ
đây nó cũng có tỷ số Việt Nam đấy và nó là như thế đấy. Các bạn cháu Việt Nam, đúng không? Các bạn tìm kiếm, các bạn phải đặt tin nhắn cho họ. Các bạn có thể vào xem cái tỷ lệ cổ tức tăng vốn của nó. Cái tỷ lệ cổ phiếu này của nó, đúng không? Ví dụ như là ông chọn là phần vay. Đấy, các bạn phải dựa vào trang web thứ hai này. Dựa vào trang web thứ hai này để mà có được cái nhìn trực quan, cái nhìn tổng quát hơn, cái nhìn đúng đắn hơn về cái thị trường mà cái cổ phiếu chúng ta đang xem xét. Đấy. Này có cái bài báo này. Đây là mà cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất trong thời gian gần đây. Trong này thì mã chung là mã LGL. Chúng sẽ đấy thì ở đây tôi là có một tạo tôi là có một cái tài khoản trong cái việc stock này, đúng không? Và ở đây nếu các bạn tìm kiếm thông tin cho nó, ví dụ tôi tìm kiếm là mã cái nào mà đứng đầu nhỉ? Trong tuần vừa rồi cái nào đứng đầu nhỉ? Đấy. Tôi sẽ kiếm một cái mà nó cái mà nó vừa nối trong tuần qua. Ở đây nó sẽ hiện ra thì ra cho các bạn là tên của công ty, đúng không? Cái giao dịch ký quỹ trong cái ngày gần nhất đấy, nó thống kê giao dịch của nó, thống kê từng ngày theo đổi khối lượng và theo đổi, đúng không? Cái thông tin tài chính cho năm 2013, 2014, 2015, 2016, đúng không? Các bạn muốn xem nó lâu hơn thì kích vào đây. Thì ở đây chúng ta lưu ý là nhiều công ty thì nó có báo cáo, nó có nhiều năm trước, mà có nhiều công ty thì không có tin tức đến kèm với nó đấy. Đấy. Thì các bạn so sánh dựa trên hai cái dữ liệu của cái trang web này. Ở đây tôi cũng có tìm kiếm xem nó như thế nào. Đấy, các bạn tham chiếu hai giá trị nó. Tuy nhiên ở đây thì theo trang web này thì nó có sẵn đồ thị của nó, đúng không? Nó dễ dàng trực quan hơn. Đấy, các bạn phân tích, bạn phân tích cái gì? Phân tích là sức khỏe của doanh nghiệp. Như bạn này tôi vừa nói việc của các bạn phân tích cái khả năng thanh khoản nữa, thanh khoản là cái khả năng thanh khoản nữa của bạn trước khi khả năng EBIT trên cái chi phí lãi vay, khả năng EBITDA dựa trên cái chi phí lãi vay, trong tiền hoạt động dựa trên cái chi phí lãi vay, thì tất cả những cái đó mà chúng ta không biết này thì nhằm mục đích là ta tính toán, ta không biết những cái tiêu chí chính chủ yếu, ta tính toán cái sự so sánh tương quan với các chỉ tiêu trong cái cùng thời kỳ, ta nhận định về sự tăng giảm, lý do chủ yếu là cái sự tăng giảm này, đúng không? Ta tính toán nhằm mà đánh giá khả năng doanh nghiệp trong ngắn hạn và trong dài hạn, ta đánh giá sơ bộ về hiệu quả của doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn vay. Ngoài ra có hai mục mà các bạn không được bỏ qua, đó là không tích hợp và không tích hiệu quả sử dụng nó đấy. Nợ thì các bạn lưu ý là nợ tổng nợ về tài chính là một, tỷ lệ tự tài trợ là hai, hai cái này là rất quan trọng.
nghiệp đó, đối với các dự án mà doanh nghiệp đang triển khai hay nhân viên dự kiến sẽ triển khai, và người đã đánh giá cái sức mạnh nào hạn của doanh nghiệp đó đối với đối tác, đối với bạn hàng, đúng không? Cái thứ hai là cái thứ tư là các bạn phải phân tích được hiệu quả của việc sử dụng đòn bẩy, đòn bẩy trong hoạt động, đòn bẩy trong tài chính, tổng đòn bẩy. Chúng ta đánh thông qua đó, thông qua cái yếu tố này, thì ta sẽ đánh giá cái mức độ rủi ro của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của nó, đúng không? Tôi cũng lưu ý cho các bạn một cái quan trọng nữa, thì nếu các bạn kéo xuống thì nó có cái mục đánh giá hiệu quả này. Đối với trong cái này thì nó có một đánh giá hiệu quả và đánh giá hộ của chúng ta trong các thời gian trước qua. Tôi sử dụng trong cái này nhiều hơn so với cái trang trong cái về tóc này. Đấy, nó có đánh giá hiệu quả trong 4 năm gần đây đấy. Đấy, trong lũy kế 6 tháng cũng có đánh giá tổng tài sản, tổng nợ, nợ tài sản. Đấy, nó có đánh giá cho các bạn. Thông qua đó, chúng ta sẽ đánh giá sức khỏe của công ty, đánh giá mức độ rủi ro, đánh giá được cái sự cạnh tranh, cái sức khỏe của cái doanh nghiệp, và cụ thể hơn là nó ảnh hưởng đến cái sức khỏe của cổ phiếu chúng ta nắm giữ, đúng không? Yếu tố chúng ta không thể bỏ qua được là cái chi tiêu về tài chính thôi. Tình hình về sản xuất kinh doanh, hiệu quả sử dụng tài sản, tiếp xúc sử dụng tổng tài sản, tiếp xúc sử dụng về cố định, hiệu quả sinh lợi, đúng không? Xúc sinh lợi vốn chủ sở hữu. Thông qua đó thì chúng ta sẽ đánh giá được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá được hiệu quả vốn đầu tư, hiệu quả với vốn chủ sở hữu của cổ đông, đúng không? Và vậy thì để mà đánh giá cái thương mại của doanh nghiệp, đánh giá cái chiến lược hiệu quả của kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, thì chúng ta dựa vào yếu tố nào? Phải dựa vào yếu tố quản lý vốn lưu động. Quản lý vốn lưu động, chúng ta nhìn vào cái tài sản tổng lưu động này. Đấy, tài sản lưu động, lợi nhuận tài chính, lợi nhuận sau thuế. Chúng ta nhìn vào những cái chỉ số đó để chúng ta có thể biết được vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải trả, thời gian thanh toán bình quân, rồi là lợi nhuận sau thuế, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận trên một cổ phiếu, tức là EV, đúng không? Đó. Cái trang này thì nó cụ thể hơn là nó đánh giá chỉ số tài chính. Cái trang này nhá, chỉ số tài chính tương đối là tốt. Tôi thích khi mà muốn xem cái chỉ số tài chính thì tôi thường xem cái trang này. Và nó có so sánh các doanh nghiệp của ngành. Chúng ta có thể click vào để xem doanh nghiệp của ngành nó cạnh tranh như thế nào, nó phát triển như thế nào. Từ đó chúng ta có thể đánh giá được cái mức độ rủi ro, chúng ta phân biệt được mức độ rủi ro trên cái mặt bằng của nó, đánh giá được mức độ giao động của doanh thu, chúng ta đánh giá tiềm năng thị trường. Kiểu chúng ta so sánh như thế thì chúng ta sẽ đánh giá được cái tiềm năng thị trường, đúng không? Tiềm năng thị trường, hiệu quả mức độ rủi ro trong hoạt động doanh nghiệp. Chúng ta có thể đánh giá qua mức độ rủi ro tài chính, đòn bẩy về tài chính, tỷ lệ nợ dài hạn trên cái vốn dài hạn, tỷ lệ nợ trên tổng số vốn. Vậy thì mục đích mà xuyên suốt là gì? Đó là chúng ta xác định được cơ cấu tài chính của doanh nghiệp đó, chú ý đến tỷ lệ nợ của doanh nghiệp và đặc thù của doanh nghiệp đang hoạt động. Xuyên suốt ta phải đánh giá được sức khỏe tài chính thông qua tỷ lệ nợ dài hạn và ngắn hạn, mỗi tương quan đến năng lực tài chính của doanh nghiệp, đúng không? Và tôi sẽ nói cụ thể hơn ở cái
phần mà phân tích một cái cổ phiếu cơ bản ở cái phần sau. Tuy nhiên trong phần này thì tôi sẽ đi sâu hơn về cái vấn đề tìm hiểu phần mềm, tìm hiểu trang web. Ở đây ví dụ như các bạn mà so sánh mà có hai trang chẳng hạn, cái trang nào và cái trang nào, đúng không? Bạn thấy là tỷ lệ giữa hai cái trang này nó khác nhau thì làm cách nào để các bạn có thể xem xét nó thì các bạn tôi tập trung vào đây, tập trung vào thông tin cơ bản. Tôi vào trực tiếp luôn cái trang web của cái công ty này, vào trực tiếp luôn công ty này. Và ở đây thì nó tìm trang web nào chẳng hạn thì nó cũng có những cái báo cáo đấy, nó cũng có báo cáo chẳng hạn như là đấy, nó có những cái báo cáo tài chính đấy. Tôi xem những cái báo cáo như thế này, tôi xem trực tiếp luôn, đúng không? Tôi sẽ tải xuống tôi xem. À, tôi xem từ đó tôi có thể so sánh với cái trang web. Và các bạn nên nhớ là hai trang web này không phải là nên nhớ là cái trang web này họ làm nhiều cái người viết những cái bài này, họ làm rất nhiều cái mã cổ phiếu các công ty, cho nên là họ sẽ có những cái sai sót, chắc chắn có sai sót. Nó chỉ đúng khoảng cỡ độ 80-90% chứ nó không đúng nhiều đâu. Do vậy thì nếu các bạn mà so sánh giữa hai trang web này mà các bạn thấy có sự khác nhau hoặc là các bạn nghi ngờ gì đấy, cảm thấy bất ổn thì các bạn comment hoặc là phân tích vào cơ bản này, đi vào cái website chính của nó đấy. Ok chưa? Thì cái bài ngày hôm nay tôi xin kết thúc ở đây. Và ở bài thứ hai thì tôi sẽ nói cụ thể hơn về cái cách mà phân tích cơ bản của một cổ phiếu, phân tích đánh giá tiềm năng tăng trưởng của nó, phân tích sẽ thu nhập cái kết quả kinh doanh từ đó.